Showbiz mùng 1 tháng 10, MC Đức Bảo dẫn chung kết Olympia 2022. Chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 diễn ra vào 8 giờ 30 phút Chủ nhật mùng 2 tháng 10. Cho đến lúc này, 4 gương mặt MC dẫn điểm cầu cũng đã lộ diện. Á hậu Bảo Ngọc quyết tâm chinh phục vương miện Miss Intercontinental 2022. Đêm ngày 30 tháng 9, Á hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc nhận sát đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Intercontinental 2022 Hoa hậu Liên lục địa. Chia sẻ với Tiền Phong, Á hậu Bảo Ngọc thể hiện quyết tâm chinh phục vương miện cuộc thi năm nay. Sau khi nhận sát, hành trình chinh phục chiếc vương miện danh giá Miss Intercontinental 2022 của tôi bắt đầu. Tôi sẽ cố gắng hết mình để có thể mang chiếc vương miện đầu tiên tại đấu trường này và niềm tự hào về cho Việt Nam. Bảo Ngọc lên đường sang Ai Cập tối ngày 25 tháng 9 để chuẩn bị cho các hoạt động tại cuộc thi Miss Intercontinental 2022. Cô mang theo 125kg hành lý và trải qua 48 giờ bay. Từ những ngày đầu đặt chân đến Ai Cập, Bảo Ngọc đã gặp nhiều khó khăn do trục trặc về hành lý và phải mượn đồ của cô bạn cùng phòng. Chung kết Miss Intercontinental 2022 dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 10, hiện đã có 75 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới chính thức ghi danh. Với chiều cao khủng 1,85m và trình độ tiếng Anh IELTS 7.5, người hâm mộ kỳ vọng Á hậu Bảo Ngọc làm nên chuyện tại cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa năm nay. MC Đức Bảo dẫn chung kết Olympia 2022. Chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 diễn ra vào 8 giờ 30 phút Chủ nhật, mùng 2 tháng 10. 4 gương mặt MC dẫn điểm cầu cũng đã lộ diện. Cụ thể, MC Hoàng Linh phụ trách đầu cầu Hà Nội, Macca Trần Ngọc ở Thái Bình, Macca Tuyết Ngân tại Sơn La và MC Đức Bảo cầm trịch cầu truyền hình tại Hải Phòng. Macca Đức Bảo hào hứng chia sẻ, cầu truyền hình trực tiếp năm nay được tổ chức tại quảng trường nhà hát lớn trung tâm thành phố sau 11 năm chờ đợi. Đức Bảo đã sẵn sàng cùng Hải Phòng trở thành điểm cầu tiếp lửa cho Tùng chiến đấu hết mình giành vòng nguyệt quế. Bầu không khí đang nóng dần lên từng ngày, hứa hẹn mang lại một ngày cổ vũ sôi động và đầy khí thế. Trả lời Tiền Phong, MC Đức Bảo cho biết thêm cảm xúc chung của anh và ba bạn dẫn còn lại là tự hào và vinh dự. Nam MC mong muốn mang đến không khí trẻ trung, náo nhiệt và máu lửa để truyền thêm sức mạnh tới thí sinh đang trải qua nhiều vòng thi tại trường quay Hà Nội. Chung kết đường lên đỉnh Olympia luôn là vòng đấu mang lại nhiều cảm xúc và sự hưng phấn nhất. Với vai trò MC dẫn dắt tại điểm cầu, tôi hy vọng mang đến tinh thần tuyệt vời nhất cho các cổ động viên có mặt tại quảng trường nhà hát lớn Hải Phòng. Từ đó tiếp lửa cho Vũ Bùi Đình Tùng trong hành trình chinh phục đỉnh Olympia, MC Đức Bảo nói.